Trúc Anh mắt biết bị tố mắc bệnh ngôi sao, nhiều lần xem thường người từng nâng đỡ mình. Tối muộn 25 tháng 11, nhà sản xuất Dung Bình Dương bất ngờ đăng tải clip dài 20 phút tố cáo nữ diễn viên Trúc Anh, nữ chính phim Mắt Biếc và Ngốc Ơi tuổi 17. Bà cho biết chính mình là người đã phát hiện tài năng của Trúc Anh và nâng đỡ cô, nhận thấy cô là diễn viên đầy triển vọng nên quyết định cho Trúc Anh vào vai chính trong phim của mình mà không đắn đo gì. Thời điểm này, Trúc Anh có ký hợp đồng với công ty do nhà sản xuất Dung Bình Dương quản lý. Theo nội dung hợp đồng, sau khi thực hiện xong bộ phim Ngốc Ơi tuổi 17, trong vòng 5 năm, Trúc Anh muốn ký kết với bất cứ đơn vị nào thì phải thông qua công ty và được công ty đồng ý. Nếu làm sai thì phải chịu chế tài theo quy định. Sau Ngốc Ơi tuổi 17, Trúc Anh tham gia Mắt Biếc của đạo diễn Victor Vũ và ra rạp sau phim Tôi một tuần. Trúc Anh không hề xin phép công ty quản lý. Điều này làm ảnh hưởng rất nhiều đến bộ phim của tôi, dẫn đến phim thua lỗ hơn 22 tỷ đồng. Trong khi Victor Vũ là đạo diễn nổi tiếng, phim của anh ấy được chú ý hơn phim tôi khi ra cùng thời điểm cũng là điều dễ hiểu. Theo cảm nhận của tôi, phim Ngốc Ơi tuổi 17 không hề thua kém về nội dung, chất lượng so với Mắt Biếc, nhà sản xuất Dung Bình Dương chia sẻ. Nhà sản xuất Dung Bình Dương nhận định diễn viên Trúc Anh mắc bệnh ngôi sao và nhiều lần xem thường bà. Bà lấy minh chứng về việc gần đây Trúc Anh tham gia liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22, dù đi chung đoàn phim Ngốc Ơi tuổi 17 nhưng Trúc Anh lại lên nhận giải cùng ekip Mắt Biếc mà không xin phép ekip Ngốc Ơi tuổi 17. Bà còn cho biết Trúc Anh tới trễ một tiếng đồng hồ, những điều này khiến bà rất bức xúc và quyết định lên tiếng để nữ diễn viên trẻ thức tỉnh. Sau khi nhận được những lời từ nhà sản xuất Dung Bình Dương, phía Trúc Anh cũng cho biết không có phản hồi gì về chuyện này.